Thưa quý vị, sáng nay mùng 5 tháng 6, hơn 44.000 thí sinh trên toàn tỉnh Nghệ An đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại 72 điểm thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn 7.000 thí sinh so với mùa thi trước. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An sẽ được tổ chức trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 6, với 3 môn thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Đây cũng là kỳ thi được đánh giá là khó khăn nhất khi toàn tỉnh chỉ có hơn 36.000 chỉ tiêu vào các trường công lập và sẽ có khoảng 8.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển ở kỳ thi này. Trong những ngày qua, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã được các địa phương và các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc. Tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi và điều động hơn 6.200 người làm công tác thi. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Công an, học sinh tham dự kỳ thi của các trường được sử dụng ứng dụng VNEID thay vì chỉ dùng thẻ căn cước công dân bản cứng sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc là học sinh không được vào thi vì không mang theo thẻ căn cước công dân. Bộ Công an cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương và các trường dùng ứng dụng định danh điện tử khi học sinh làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, để không mất thời gian ảnh hưởng tinh thần làm bài thi, thí sinh cần chuẩn bị kỹ căn cước công dân trước khi đến điểm thi và luôn mang theo bên mình xuất trình khi cần thiết. Trong trường hợp bị mất căn cước công dân, thí sinh phải báo ngay cho điểm thi hoặc cơ sở giáo dục theo học để nhận được hướng dẫn chi tiết. Trước áp lực và tính cạnh tranh cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin tới các cán bộ làm công tác thi về nguy cơ gian lận thi cử. Một số phương pháp phát hiện hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi gian lận thi cử cũng được triển khai tới các trường điểm thi. Trong đó, các hành vi sử dụng thiết bị kỹ thuật và công nghệ để gian lận trong thi cử không chỉ diễn ra với thí sinh mà còn diễn ra với cả giáo viên và phụ huynh. Bên cạnh đó, việc quan sát, nhận biết thái độ, hành vi bất thường của thí sinh cũng cần được các cán bộ coi thi chú trọng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận, cử cán bộ chiến sĩ tới các điểm thi liên hệ công tác.